Kính thưa các quý đồng nghiệp, các quý thầy cô, các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì như chúng ta đã biết, ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ. Nhờ những tiến bộ trong sàng lọc ung thư vú mà bệnh ung thư vú phát hiện ngày càng sớm hơn. Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị chính trong điều trị ung thư vú. Đối với những trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm thì phẫu thuật đi sâu vào những can thiệp tối thiểu, phẫu thuật bảo tồn sinh thiết hạch cửa cũng như là các phẫu thuật tạo hình nhằm điều trị ung thư nhưng tăng chất lượng sống cho người bệnh. Để trong cái nội dung ngày hôm nay về những tiến bộ trong phẫu điều trị ung thư vú giai đoạn sớm thì tôi sẽ trình bày bài đầu tiên là những tiến bộ trong phẫu thuật bảo tồn ung thư vú. Về bài nội dung của chúng tôi thì gồm 4 phần. Phần thứ nhất là những cơ sở khoa học của phẫu thuật bảo tồn ung thư vú. Phần thứ hai là một số khái niệm cơ bản về phẫu thuật tạo hình trong ung thư vú hay là oncoplastic surgery. Phần thứ ba là những cái ứng dụng về oncoplastic surgery trong thực hành lâm sàng tại khoa ngoại vú bệnh viện ca. Và phần thứ tư là cái phẫu thuật bảo tồn sau cái điều trị hóa chất bổ trợ trước. Trước hết thì tôi xin vào phần đầu tiên, đó là phẫu thuật bảo tồn trong ung thư vú. Thứ nhất là quý vị có thể nhìn thấy trên hình là cái sơ đồ mô tả cái lịch sử phát triển của phẫu thuật ung thư vú hàng trăm năm nay. Người đầu tiên của chúng ta có thể nói đến về đưa ra cái học thuyết là về phẫu thuật ung thư vú, đó là William Halstead với thuyết phẫu thuật rộng rãi. Ông đưa ra cái thuyết là chúng ta sẽ phẫu thuật rộng, cắt rộng tuyến vú, cơ ngực lớn và cơ ngực bé cùng nạo vét hạch rộng rãi chặng 1, chặng 2, chặng 3. Cái thuyết phẫu thuật của Halstead đưa lại một số cái hiệu quả, tuy vậy thì làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người bệnh. Trải qua một thời gian dài đến năm 1982 thì một số tác giả như là Fisher và Veronici bằng các thử nghiệm lâm sàng của mình đã chứng minh được rằng đối với những trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm, khối u có kích thước nhỏ 2 cm thì phẫu thuật bảo tồn kết hợp tia xạ có kết quả về mặt sống thêm tương đương với phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Vì vậy, cái khái niệm phẫu thuật bảo tồn ra đời và nó làm thay đổi hoàn toàn trong cái việc quản lý điều trị ung thư vú giai đoạn sớm. Như chúng ta đã biết là cái phẫu thuật bảo tồn thì thường được chỉ định trong những trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm, khối u đơn ổ, kích thước nhỏ và cái thể tích khối u phù hợp với thể tích của tuyến vú. Trong cái phẫu thuật ung thư nói chung cũng như là cái phẫu thuật bảo tồn thì cái vấn đề diện cắt là vấn đề rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tỷ lệ tái phát và kết quả thẩm mỹ của người bệnh. Trong phẫu thuật ung thư vú, phẫu thuật bảo tồn ung thư vú thì người ta đã đưa ra các khái niệm về thế nào là một cái diện tiêu chuẩn để có một diện cắt sạch. Tuy vậy, bằng rất là nhiều các kỹ thuật khác nhau nhưng mà có tới đến 20% các trường hợp phải cắt lại để đạt được một cái diện cắt sạch. Các quý vị có thể nhìn lên trên hình là một cái sơ đồ mô tả cái khối u vú sau khi cắt bỏ với là một cái hình khối gồm 6 mặt. Đây là hình ảnh thực tế cái khối u vú sau khi được cắt bỏ với chúng tôi đánh dấu rất kỹ để làm đánh giá diện cắt. Thì cái diện cắt trong ung thư vú được xác định trên vi thể dựa vào cái kích thước từ khối u đến bề mặt mực đánh dấu. Người ta đã đưa ra cái khái niệm về một diện cắt sạch đối với trường hợp ung thư biểu mô xâm nhập, đó là không còn u chứ không còn mực trên bề mặt u ta, hay là knowing on tumor. Đối với những trường hợp mà ung thư vú thể nội ống thì cái diện cắt sạch khi mà kích thước diện cắt lớn hơn 2 mm. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì người ta nhắc đến nhiều đến cái khái niệm là hạn chế thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn. Và các quý vị có thể nhìn trên hình là một bệnh nhân ung thư vú đã điều trị cách đây 5 năm sau phẫu thuật và tia xạ cái khối u ở tuyến vú thay đổi về hình dạng méo mó và biến dạng so với cái vú đối bên. Về cái hạn chế thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn đó chính là sự biến dạng và mất cân đối tuyến vú hai bên do phẫu thuật và xạ trị. Cái này chiếm tỷ lệ 10 đến 20% các trường hợp và 5% là mức độ trầm trọng chiếm 5%. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn như là thiếu hụt mô, co kéo da, thay đổi vị trí núm, mất cân đối và do tác dụng phụ của tia xạ.
Thế thì tác giả Clow phân độ ở cái biến dạng hạn chế thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn thành ba dạng, ba độ, tùy từng cái mức độ khác nhau mà người ta có cái việc có cái can thiệp khác nhau để làm hạn chế cái kết quả thẩm mỹ xấu này. Trong hiện nay thì trong phẫu thuật bảo tồn chúng tôi áp dụng một cách rất linh hoạt các kỹ thuật tạo hình oncoplasty kết hợp với điều trị hóa chất bổ trợ trước nhằm tăng cái tỷ lệ bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn và tăng cái kết quả thẩm mỹ cho người bệnh. Tôi đi vào phần thứ hai là phần phẫu thuật tạo hình trong ung thư vú, đó là hay là cái khái niệm oncoplastic surgery. Đây chính là sự áp dụng các kỹ thuật bảo tồn, các phẫu thuật tạo hình trong phẫu thuật ung thư vú nhằm đảm bảo cái diện cắt sạch và cái kết quả thẩm mỹ cao. Cái tác giả đầu tiên là tác giả Audrey đưa ra cái khái niệm oncoplastic surgery năm 1987, và sau đấy có rất nhiều các phẫu thuật viên ở châu Âu áp dụng các cái khái niệm này trong thực hành lâm sàng. Cái khái niệm này dựa trên ba cơ sở: thứ nhất là kiểm soát tối ưu về mặt ung thư học, thứ hai là tạo hình tuyến vú bao hàm cả cân chỉnh hai bên, và thứ ba là chuyển hóa các kỹ thuật trong phẫu thuật tạo hình vào cái phẫu thuật ung thư vú. Về phân loại thì oncoplastic surgery phân làm hai loại tùy thuộc vào cái mức độ mà cái thể tích tuyến vú cắt bỏ. Thì thứ nhất là người ta phân làm các kỹ thuật dịch chuyển tuyến vú và thứ hai là các kỹ thuật thay thế mô vú. Trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện ca, tại khoa ngoại vú bệnh viện ca thì chúng tôi áp dụng một cách thường xuyên các khái niệm về oncoplastic surgery trong cái thực hành lâm sàng. Tại khoa ngoại vú của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi phẫu thuật từ khoảng độ 3.000, 4.000 trường hợp bệnh nhân ung thư vú, trong đó các trường hợp phẫu thuật bảo tồn và tạo hình chiếm khoảng độ từ 500 đến 700 trường hợp, chiếm khoảng độ 15 đến 20%. Tôi đi vào kỹ thuật đầu tiên là phẫu thuật bảo tồn kết hợp với chuyển dịch mô. Kỹ thuật này được áp dụng đối với những trường hợp mà chúng ta cắt bỏ dưới 50% thể tích tuyến vú. Trong phẫu thuật bảo tồn ung thư vú thì tùy vào kích thước khối u, vị trí khối u, tùy thuộc vào thể tích tuyến vú và hình dạng tuyến vú mà chúng ta áp dụng các kỹ thuật tương ứng nhằm đảm bảo kết quả thẩm mỹ và kết quả ung thư học cho người bệnh. Nếu mà đầu tiên là đối với những trường hợp khối u 1/4 trên ngoài thì chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật tạo hình kiểu chữ B. Đây là sơ đồ mô tả kỹ thuật. Chúng tôi ban đầu lấy rộng khối u, thay chuyển dịch mô vú, chuyển dịch vị trí núm vú, đảm bảo cân đối. Trên đây là cái hình ảnh bệnh nhân cụ thể, bệnh nhân ung thư vú trái giai đoạn 2 được chúng tôi phẫu thuật bảo tồn, lấy rộng u. Sau đấy bệnh nhân được xạ trị và quay lại tái khám với chúng tôi. Sau 5 năm thì kết quả rất là tốt về mặt ung thư học, là bệnh nhân không tái phát và kết quả rất tốt về mặt thẩm mỹ. Đối với những cái trường hợp mà khối u ở vị trí xa hơn và tuyến vú xa trễ nhẹ thì chúng tôi áp dụng các kỹ thuật Rau Block để nhằm lấy rộng khối u và điều chỉnh mức độ xa trễ tuyến vú. Đây là trường hợp bệnh nhân ung thư vú bên phải T2 N010 và cái khối u chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật Rau Block và lấy rộng khối u kèm theo treo xa trễ cái tuyến vú. Đây là kết quả sau phẫu thuật, kết quả bệnh nhân đạt cái diện cắt an toàn về mặt ung thư cũng như là kết quả thẩm mỹ rất là tốt. Đối với những cái trường hợp mà khối u ở gần núm vú hơn thì chúng tôi có thể áp dụng kỹ thuật Patwin để lấy rộng khối u cũng như là phục hồi tuyến vú. Đây là một trường hợp cụ thể bệnh nhân ung thư vú trái đã được lấy rộng khối u bằng kỹ thuật Patwin và đây là kết quả sau khi mà phẫu thuật. Chúng tôi đi vào một cái nhóm bệnh nhân ung thư kèm theo phì đại và xa trễ tuyến vú thì chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật tạo hình oncoplasty, mà cụ thể là kỹ thuật tạo hình chữ T, để làm hai mục đích: thứ nhất là khối u, lấy rộng khối u đảm bảo diện cắt an toàn; thứ hai là cắt bỏ thể tích tuyến vú và tạo hình hai bên đảm bảo cái sự cân đối cho người bệnh. Đây là một trường hợp cụ thể bệnh nhân nữ 40 tuổi, bệnh nhân này được chẩn đoán một cái ung thư vú bên trái. Các quý vị có thể nhìn thấy vị trí khối u 1/4 trên và có kèm theo cái tuyến vú phì đại và xa trễ độ 3 đã được chúng tôi phẫu thuật bảo tồn
kiểu chữ T ngược kèm theo là giảm thể tích ở vú đôi bên. Và sau khi mà phẫu thuật thì bệnh nhân có cái kết quả rất tốt về mặt ung thư cũng như là kết quả thẩm mỹ và mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Tương tự như vậy là một bệnh nhân ung thư vú bên phải giai đoạn 2, khối u kích thước khoảng 2,5 cm đã được chúng tôi phẫu thuật bảo tồn cộng như và kết hợp với giảm thể tích đối bên. Sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân đạt được cái kết quả rất là hài lòng về mặt ung thư học cũng như là về mặt thẩm mỹ. Đối với những cái trường hợp mà ung thư vú phi đại, khối u ở phần tư dưới thì chúng tôi cũng có thể áp dụng được các kỹ thuật giảm thể tích để đảm bảo cái mặt ung thư và cái sự cân đối của tuyến vú cho người bệnh. Chúng ta có thể nhìn trên hình bệnh nhân nữ 37 tuổi chẩn đoán một khối u rất lớn kích thước 3 x 2 cm, u vú bên trái và kèm theo mặt tuyến vú phi đại xa trễ đã được chúng tôi phẫu thuật bảo tồn. Ở trên là hình ảnh bệnh nhân trước phẫu thuật, ở dưới là hình ảnh bệnh nhân sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật thì tuyến vú tương đối cân đối và mang lại sự hài lòng cao cho người bệnh. Tương tự như vậy, nhưng mà bệnh nhân này là bệnh nhân trẻ già hơn, bệnh nhân 61 tuổi, được một chẩn đoán một cái ung thư vú phải với kích thước khối u rất là lớn, khối u 4 cm, cộng theo một cái u lành vú bên trái, được chúng tôi phẫu thuật bảo tồn vú phải, kèm theo cân chỉnh vú đôi bên. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật và hình ảnh sau phẫu thuật. Trước đây thì đối với những khối u trung tâm là một cái chống chỉ định tương đối của phẫu thuật bảo tồn. Hiện nay nhờ các kỹ thuật tạo hình oncoplasty thì chúng tôi có thể phẫu thuật bảo tồn ngay cả những cái khối u ở trung tâm. Thì đối với khối u trung tâm thì có rất nhiều các kỹ thuật tạo hình. Tôi xin trình bày một cái kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng trong bệnh nhân nữ như trên là bệnh nhân nữ 37 tuổi chẩn đoán một cái ung thư vú bên trái, khối u ở dưới núm vú trung tâm đã được chúng tôi lấy bỏ rộng rãi khối u từ núm vú đến cơ ngực lớn. Sau đấy tạo hình bằng kỹ thuật Grisotti. Đây là cái hình ảnh bệnh nhân sau khi xạ trị. Sau khi kết thúc điều trị khoảng độ 1 năm thì chúng tôi sẽ tạo hình lại núm vú cho người bệnh. Đối với những trường hợp mà chúng ta lấy bỏ rộng rãi khối u với trên 50% thể tích tuyến vú thì chúng tôi sử dụng các kỹ thuật bảo tồn kết hợp với thay thế mô. Cái mô hay được chúng tôi sử dụng đó là vặt cái cơ lưng rộng vì nó rất là nhiều ưu điểm. Trên hình là một bệnh nhân nữ ung thư vú phải, khối u giai đoạn T3N1M0 đã được chúng tôi điều trị hóa chất bổ trợ trước. Sau khi điều trị thì khối u đã bứng rất tốt và sau đấy thì chúng tôi đã cắt bỏ rộng rãi khối u kèm theo tạo hình bằng vặt cơ lưng rộng. Tương tự như vậy là một bệnh nhân ung thư vú bên trái, khối u 3 cm đã được chúng tôi cắt bỏ rộng rãi kèm theo phẫu thuật tạo hình che phủ bằng vặt cơ lưng rộng. Một cái vặt mà chúng tôi cũng sử dụng nhiều đó là vặt nhánh xuyên động mạch ngực lưng hay là vặt T-DAP. Đây là một bệnh nhân nữ ung thư vú bên phải đã được chúng tôi điều trị hóa chất bổ trợ trước. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh vị trí u được xăm ra trước điều trị hóa chất. Sau điều trị thì chúng tôi đã lấy rộng rãi khối u kèm theo tạo hình. Bệnh nhân này vẫn tái khám định kỳ và sau 5 năm thì người bệnh có cái kết quả thẩm mỹ tương đối tốt và không có tái phát cũng như di căn. Tôi xem cái phần cuối cùng là cái điều trị phẫu thuật bảo tồn sau điều trị hóa chất bổ trợ trước. Thì như chúng ta đã biết, điều trị hóa chất bổ trợ trước chính là điều trị hóa chất trước mổ làm giảm kích thước khối u, giảm kích thước hạch, tạo điều kiện cho phẫu thuật được dễ dàng hơn. Có rất nhiều các ưu điểm của điều trị hóa chất bổ trợ trước, trong đấy có một ưu điểm đó là làm tăng tỷ lệ bảo tồn cho người bệnh. Trước đây thì chúng ta thường chỉ định hóa chất bổ trợ trước cho những cái trường hợp ung thư vú mà khối u giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4. Tuy vậy hiện nay thì nhờ các nghiên cứu, kết quả của các nghiên cứu mà người ta áp dụng các cái điều trị hóa chất bổ trợ trước cho những cái khối u ở giai đoạn sớm hơn, đặc biệt là nhóm nhạy cảm với hóa chất như là nhóm bộ ba âm tính hoặc là nhóm HER3 cộng nhằm tăng cái tỷ lệ bảo tồn và nhằm đạt được cái kết quả thẩm mỹ cao. Cái chỉ định mà điều trị hóa chất bổ trợ trước để phẫu thuật bảo tồn là một chỉ định chặt chẽ, phải được thông qua bởi một tiểu ban tại bệnh viện ca của chúng tôi thì có một tiểu ban vú hoạt động rất là thường xuyên. Và chúng tôi thường lựa chọn những cái bệnh nhân còn là bệnh nhân ung thư vú kích thước khối u thì thường đơn ổ hoặc là
và cái thể tích khối u so với thể tích tuyến vú thì không thể bảo tồn được ngay và thường ưu tiên với nhóm nhạy cảm hóa chất. Trước khi điều trị hóa chất thì bệnh nhân phải được đánh giá một cách kỹ lưỡng bởi các phẫu thuật viên, bởi các nhà hóa chất và các nhà xạ trị cũng như là các nhà chẩn đoán hình ảnh. Khối u được đánh dấu bằng ở mực xăm như các quý vị có thể thấy ở trên hình là bệnh nhân đã được xăm trước khi điều trị hoặc là được đánh dấu bằng clip trước khi điều trị hóa chất. Và các nghiên cứu đã chỉ rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái điều trị phẫu thuật bảo tồn sau khi điều hóa chất bổ trợ trước mà đúng chỉ định và thì cái kết quả sống thêm tương đương với những cái trường hợp mà phẫu thuật bảo tồn ngay. Và đây là phần kết luận của cái bài trình bày của tôi hôm nay, đó là các can thiệp tối thiểu ung thư vú sớm làm tăng chất lượng sống cho người bệnh và các nhờ những tiến bộ trong sàng lọc mà tỷ lệ bệnh nhân phát hiện sớm ngày càng tăng lên và tỷ lệ bảo tồn cũng ngày càng tăng lên. Với những cái trường hợp khối u lớn, thể tích u trên thể tích tuyến vú không phù hợp với việc bảo tồn thì chúng ta cần điều trị hóa chất bổ trợ trước, đặc biệt là đối với những cái nhóm nhạy cảm với hóa chất. Và hơn nữa là các kỹ thuật tạo hình trong ung thư vú đảm bảo một cái diện cắt sạch và kết quả thẩm mỹ cao. Trên đây là cái bài tôi đã kết thúc cái bài trình bày về những cái tiến bộ trong phẫu thuật bảo tồn tại bệnh viện ca, thì rất mong đã được sự nhận xét cũng như là các câu hỏi của quý vị khán giả và các thầy cô ạ.